Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở các trường học, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, còn tập trung thực hiện nhiều giải pháp giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và ý thức công dân cho học sinh, xây dựng một môi trường văn hóa ứng xử lành mạnh. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm với những hoạt động này nhé. Giờ hoạt động ngoại khóa của câu lạc bộ ngữ văn trường Trung học phổ thông Thới Lai về chủ đề ứng xử văn hóa trong nhà trường. Các học sinh trình diễn tiểu phẩm xoay quanh nội dung. An đang ôn tập thì tình cờ có một bạn nam chạy giỡn, vô tình đụng phải máy tính của An và máy rơi xuống đất. Sợ máy tính hư, An nói nặng lời với bạn và bạn nam kia cũng nói lớn tiếng với An, dẫn đến cự cãi trong lớp. Trong lúc này thì cô giáo đến khuyên can, giảng giải những sai lầm trong cách ứng xử của hai bạn. Qua tình huống này thì em học được cái cách ứng xử một cách tinh tế. Lúc đó thì em nên kiểm tra cái máy tính của mình đã có hư hay không. Em yêu cầu bạn là bạn ấy phải giúp đỡ, hỗ trợ mình sửa cái máy tính. Còn nếu như mà bạn ấy không đồng ý nữa thì em có thể nhờ giáo viên chủ nhiệm hoặc là phụ huynh yêu cầu và trao đổi cái vấn đề này. Trên đây là một trong những hình thức sinh hoạt định hướng học sinh có cách ứng xử phù hợp với từng tình huống có thể xảy ra trong môi trường học đường. Xây dựng văn hóa ứng xử trong các trường học là một hoạt động giáo dục giúp cho thành viên trong nhà trường có nhận thức đúng, suy nghĩ, hành vi tốt đẹp. Trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố triển khai đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Trên cơ sở này, từng trường xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định cách ứng xử đối với từng thành viên trong nhà trường, linh hoạt triển khai đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng nhiều hình thức như trong các buổi họp, sinh hoạt dưới cờ, các cuộc thi, niêm yết tại các bản tin và linh hoạt lồng ghép trong những giờ hoạt động ngoại khóa, giờ học môn đạo đức. Mình cần lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo. Còn với bạn bè là hợp tác, tôn trọng, hòa nhã để mà học tập tốt. Qua 4 năm thực hiện về cái công tác văn hóa học đường thì rõ ràng là học sinh của chúng tôi có rất nhiều tiến bộ. Thứ nhất là về lễ phép với thầy cô, với người lớn tuổi. Và ngoài ra thì các em còn biết giao tiếp với bạn bè một cách tốt hơn. Các em không có gây sự đánh nhau và các em biết hòa nhã với các bạn cùng lớp, với các anh chị lớp trên. Thực hiện văn hóa ứng xử trong nhà trường góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh, để mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui. Đồng thời đây còn là nơi trau dồi, rèn luyện nhân cách cho học sinh phát triển toàn diện.